chẳng hề có quan hệ máu mủ hay thậm chí là khác cả quốc tịch, nhưng các cặp diễn viên dưới đây vẫn có nhiều nét đồng nhất về ngoại hình và thậm chí là cả thần thái, phong cách diễn xuất. Lý Hiện, Lăng Tiêu Túc. Lý Hiện là nam diễn viên thế hệ được đồng đội mạng chú đến nhiều hơn với gia diễn Hàn Thương Ngôn trong phim Cá Mực Hầm Mật, với bề ngoài cung ngầu nhưng lại vô cùng ấn ác. Sau khi xuất hiện trên nhiều mặt báo khác nhau, netizen liền phát xuất hiện rằng anh chàng có gương mặt vô cùng giống với nam diễn viên Lăng Tiêu Túc, chồng cũ Diêu Thần. Có thể nói, cả hai đều sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt một mí và chiếc mũi cao chuẩn nam tính. Tôn Di, Lý Thấm. Tôn Di và Lý Thấm là hai nữ diễn viên thực lực từ lâu đã được đồng đội mạng coi là hai chị em sinh đôi bởi nhan sắc của cả hai quá giống nhau. Với vẻ đẹp thuần khiết, thanh thoát, đôi khi netizen phải quan sát thật kỹ thế hệ có thể nhận ra đâu là Tôn Di và đâu là Lý Thấm. Bạc Bách Hà, Dương Lạc Đan. Bên cạnh Can Đan ngoại tình chấn động một thời, Bạc Bách Hà cũng được mệnh danh là nữ thần phòng vé bởi diễn xuất siêu đỉnh của mình. Đồng thời, Bạc Bách Hà cũng được nhắc đến đôi khi có gương mặt khá giống với Dương Lạc Đan. Có thể thấy, cả hai cô nàng cũng sở hữu vẻ đẹp mong manh thoát tục cùng với khuôn miệng rộng và nụ cười vô cùng tươi tắn. Tôn Lệ Tưởng, Cần Cần. Khi nhìn hai bức hình này, đồng đội mạng thậm chí còn tưởng đây là một người. Có thể nói, Tôn Lệ Tưởng, Cần Cần giống nhau đến mức mặc dù đóng hai bộ phim khác nhau, nhưng netizen phải lưu ý kỹ tên diễn viên thế hệ có thể nhận ra là hai người. Không chỉ xinh đẹp, Tôn Lệ Tưởng, Cần Cần còn có năng lực diễn xuất vô cùng tài tình. Mạnh Mỹ, Kỳ Ba, Xin Ve. Khi vừa được biết đến sau chiến thắng của chương trình Golden Share 101 phiên bản Trung, Mạnh Mỹ Kỳ ngay lập tức được đồng đội mạng gọi là phiên bản sao của nữ diễn viên Hàn Quốc Ba Xin Ve. Cả hai giống nhau từ đôi môi, sống mũi, gò má cho đến nụ cười, đặc biệt là góc nghiêng của cả hai. Dương Thừa Lâm, Hoàng Minh Hạo. Mặc dù khác giới tính thế nhưng hai chị em trong bức hình thực sự giống nhau. Sở hữu gương mặt bụ bẫm, nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn, Dương Thừa Lâm và Hoàng Minh Hạo được đồng đội mạng gọi là hai chị em ruột. Có thể thấy, khi chụp ảnh selfie làm nũng, Hoàng Minh Hạo trông vô cùng giống đàn chị của mình. Đồng Lệ, Án Đổng Truyền. Không chỉ là hai người chơi thân trong giới bi, Đồng Lệ Án và Đổng Truyền còn vô cùng giống nhau khi cả hai sở hữu bình thường nhan sắc dịu dàng, thuần khiết. Được biết, cả hai kém xuyên đi chơi và chụp hình cùng nhau. Điền Phát Quân, Sơn Mi. Mỹ nhân chân Hoàng Truyện, Điền Phát Quân cũng từng được netizen so sánh với cô nàng Sơn Mi khi nhan sắc cả hai đều vô cùng xuất sắc với gương mặt Veline, đôi mắt thần thái và dốc dáng mỹ miều. Trương Thiên Hán, Dương Lệ Khôn. Khi nhắc đến những cặp đôi giống nhau thì không thể bỏ qua Trương Thiên Hán và Dương Lệ Khôn. Cùng với gương mặt sắc sảo và góc nghiêng quyến rũ, thật khó để có thể phân biệt được cả hai. Thậm chí, có netizen còn cho rằng, khi cả hai cùng tham gia Vũ Động Càn Khôn, nếu hai cô nàng mặc y phục giống nhau thì họ sẽ nghĩ đây chắc chắn là một người. Trương Tử Di, Đồng Dao. Khác với những diễn viên khác, Đồng Dao trở nên nổi tiếng vì gương mặt khá giống với Trương Tử Di. Mặc dù bước vào làng giải trí khá sớm, nhưng Đồng Dao vẫn luôn núp dưới bóng của đàn chị Trương Tử Di. Tuy nhiên, sau sự chiến thắng của Hậu Cung Như Ý Truyện, tên tuổi của cô nàng thế hệ thật sự được khán giả lưu ý đến. Danny Thư Kỳ. Từ gương mặt, ánh mắt đến khí chất xuất thần, Danny được gọi là Tiểu Thư Kỳ vì quá giống đàn chị của mình. Không chỉ cùng sở hữu nét đẹp đặc biệt như vậy mà cả hai còn có năng lực diễn xuất đáng khâm phục. Cũng chính vì thế mà sức hút và độ nổi tiếng của cả hai vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút.